Vì ra sát tam ba ra chấp ca cha tí ca đề dê tu cầm măng anu cầm y măng ba chăng sát tam ma phê rin vi na yăng cha ca yăng Sô tánh cha bản thân Áp phi thăm mà chăm lăng Cô ta dân tu cha tu sát cha đẳng đẳng Bà bố tha này dê ba đi xa Dạ mặt chê Ê quang sa ba ti trầm ma Phà gà quang tăng a già cha tha Tùng hi pha quê na tăng bút thô Ca dôn nghe na thi và xa tăng hát tha già ba đề na mi ga đa văn ta tô ga tô bệnh cha hoạt gia đa vô nay dê A măng ba di sa thầm ma tu ta tu ba phu ti sam bút thô a nu na thầm ma di sa năng ma ga wa pha ni de se si Sạch ta năng ngắt ta sinh ta căn Tê na sa thu ai vô phản tê Đề dê tu thăm mà đề xa năng Sạm ba di tha ba di xa gia Anu cam bằng bi cà ta quê Chúng sanh tất cả bốn ngàn Như sen trong nước minh quang luôn chờ Trời lô mọc đăng nhờ ánh sáng Rổ hoa lành rải tạng mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khấn khoản Phật lời những chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị do mở mang giáo pháp 45 hạ giáp viên toàn mộng thôi điều hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân cám mưa là núi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng pháp nói rằng từ bi chúng sanh khắp chốn ni tôi mê cầu đặng trí tri thường
cung thỉnh Pháp Sư rồi xong. Và bây giờ kính mời Ngọc Quỳnh trở lại nói. Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ Nhục Quỳnh xin lỗi. Cô bé nha, cô bé ơi, coi mãi cô bé bị sao rồi? Bị giật mít hoài. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ dạ cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn cô Tại Duyên cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, bây giờ thì đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học vô bình cái. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một cái học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Thầm Mạng giá, Nam mô Sang Khang giá. Ngài xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về phần lục cát Niwarana. Trong những kỳ vừa rồi thì chúng ta đã học xong phần dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, chạm hối cái, hoài nghi cái. Và hôm nay còn cái cuối cùng là phần thứ 6 là vô minh cái, avicca Niwarana. Vậy thì trước khi bắt đầu thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm là để tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apikwa devi sokhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibbano bhagavata savaka sangho sanghang namami lokassa nathang varamutta mahang buddhang cha dhammang cha bhagnamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thơ khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính ngài dân Đức Tăng. Và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thầy. Hôm nay trong phòng của chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì chủ nhật cuối tuần này ở xung quanh nó hết ăn nhậu đờn ca hát xứ này, chắc cũng hết tiền em hết tiền em mệt mỏi quá rồi. Hèn chi chúng tôi thấy hèn chi chúng tôi thấy rằng ở ngoài trời thì nó mưa, thời tiết là mát, rồi chúng tôi thấy xung quanh chùa nó nay nó rất là im lặng. Chúng tôi nhớ lại trong những tuần trước chúng tôi phải nói rằng thứ bảy và chủ nhật rất là mệt mỏi. Hôm nay tối chủ nhật chắc có ai mời họ đi á, chứ mấy người này họ không chắc ai mời đi đâu ca hát ăn uống rồi. Dạ. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào cái chi pháp cuối cùng vô minh cái avicca niwarana. Thật ra thì đối với vô minh cái, đây là một cái trạng thái không hiểu, mà phải nói rằng là không hiểu biết, không nhận thức rõ ràng cái bản thể pháp, rồi
do chính vô minh cái nó ngăn che sự tu tiến thiền tuệ đó, có nghĩa là tu tiến về vipassana đó. Một chút nữa chúng tôi sẽ nói rõ về cái điều này đó. Vậy thì vô minh cái ở đây chi pháp nó là si tâm sở. Vậy thì nếu mà chúng ta gọi là vô minh cái đó là không hiểu biết cái bản thể của pháp, không hiểu biết được cái bản thể của pháp, có nghĩa là không hiểu biết về cái gì quý vị. Chúng ta không hiểu biết về sự thật khổ, có nghĩa là khổ đó. Quý vị thấy rằng đối với ở trong cái cuộc đời này, thật sự ra khi mà chỉ có những cái lúc nào mà chúng ta quên đi thôi, chúng ta quên đi thôi, chứ chúng ta nếu mà chúng ta chỉ cần mà có ai đó nhắc cho chúng ta thôi, có ai đó nhắc một cái gì cho chúng ta thôi, thì tự nhiên là chúng ta sẽ hình dung được cái sự khổ. Quý vị biết rằng lúc mà ngày hồi trước chúng tôi đọc trong sách, rồi chúng tôi hòa thượng giảng nói rằng là cái quẩn này nó là cái bệnh viện, nó là cái bệnh viện, cái vị hành giả nên quán ngũ quẩn này là cái bệnh viện. Thì tự ra quý vị biết lúc đó chúng tôi cũng không hiểu là tại sao mà nói là cái ngũ quẩn này là cái bệnh viện, mà nếu mà nói là bệnh viện thì phải có bệnh nhân ở trong đó, mà lúc đó mình phân tích không được quý vị. Nhưng mà do trong cái thời gian đó, quý vị biết rằng có nhiều lúc chúng tôi vắng rung là do chở người này người kia đi bệnh viện. Thì lúc đó chúng tôi ngồi, chúng tôi mới suy nghĩ tại sao mà Đức Phật nói cái ngũ quẩn này là cái bệnh viện, mà nếu mà nói cái ngũ quẩn này cái bệnh viện đó, thì bệnh nhân đâu đó. Tôi ngồi chúng tôi quán thì chúng tôi nói đúng rồi, cái ngũ quẩn này nó là cái bệnh viện, hoặc là cái thế gian này nó giống như cái bệnh viện vậy đó. Thì nếu mà cái ngũ quẩn này là bệnh viện thì những cái bệnh nhân đâu? Thì bệnh nhân con mắt là bệnh nhân nè, lỗ tai là bệnh nhân nè, cái răng là bệnh nhân nè, rồi mật đàm mũ máu, mà mỗi cái này nó đại diện cho một cái bệnh nhân quý vị. Nó đại diện tên, thí dụ như quý vị thấy rằng chúng ta nằm ở trong cái bệnh viện chúng ta nằm trong bệnh viện thì có bệnh nhân Nguyễn Văn A, Trần Văn B rồi này kia. Thì cũng vậy, bây giờ mình ngồi mình quán lợi đó, Đức Phật nói cái ngũ quẩn này là cái bệnh viện, vậy thì những cái bệnh nhân ở trong đây là nhân mắt nè, Nguyễn Nhân tai nè, Nguyễn Nhân răng đồ này kia đó. Đó thì quý vị thấy rằng thành ra đó, mình mà nhìn được thấy cái điều này là mình thấy là mình mới biết là cái ngũ quẩn này nó là khổ. Hoặc là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đó nói rằng ví dụ như là chúng tôi ở Biên Hòa, rồi những người kia người ta ở Sài Gòn này kia, thì mình nói rằng cái phòng của mình hoặc là cái nhà thật sự ra nó cũng giống như là một cái phòng của bệnh viện thôi quý vị. Nhưng mà nó được nhân rộng ra, hoặc là thí dụ như ở trong thế gian thế gian này là cái bệnh viện, thì quý vị thấy rằng chúng tôi và quý vị, dù quý vị ở nước ngoài, chúng tôi ở Việt Nam thì cũng giống như là chúng ta mỗi người đang nằm ở trong một cái phòng bệnh vậy đó. Mỗi người ta nằm trong phòng bệnh, có khi quý vị mà chúng ta mà quán, có người ta nói không, tôi có bệnh gì đâu, tôi có bệnh gì đâu. Thật sự ra đó là tại vì mình không biết mình đang bị bệnh, mình bệnh tham nè, bệnh sân nè, bệnh si nè, bệnh tà kiến nè, bệnh ngã mạn nè, bệnh phóng dật, bệnh đủ thứ chuyện, phải nói rằng là mình đủ thứ bệnh hết. Thành ra đó là bây giờ đó, nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta quán lại thì thật sự ra mình thấy cuộc đời này không có gì vui hết quý vị. Nhiều khi quý vị biết không, chúng tôi giảng cái này thì thật sự ra giảng ở trên Bangkok mình thấy nó thấm thía, tại vì hầu như ở đây những người nào mà ngồi trong đây nghe pháp toàn là những người mà có tuổi hết rồi, đã trải qua nắng gió mưa bão của cuộc đời hết rồi. Thành ra mình nói cái điều này ra đó, thì ai người ta cũng chấp nhận hết. Còn có nhiều cái hội chúng đó quý vị biết, khi mà người ta trẻ quá
người ta còn trẻ quá, hoặc là người ta, nói chung là người ta giàu quá, hoặc là người ta có cái cuộc đời hạnh phúc quá. Mình nói những cái điều này á, người ta không có suy nhê được cái việc là người ta không có thấm thía được. Nhưng mà chúng tôi cảm thấy hình như là những cái đề tài này á, khi mà nói cái sự khổ của ngũ quẩn, mình giảng ở trong Banh Thoát, hình như là mình thấy nó có áp phê, nó có suy nhê đó. Thứ nhất á, là do quý vị đã từng nghe pháp rồi. Thứ hai á, là quý vị đã trải qua nắng gió mưa bão của cái cuộc đời này rồi. Thành ra khi mà quý vị nghe thì chúng tôi có cái cảm nhận rằng là quý vị chấp nhận, là quý vị chấp nhận là cái ngũ quẩn này là cái ngũ quẩn này là nó giống như cái bệnh viện, mà hãy mà gọi là cái bệnh viện rồi thì không ai mà thích ở trong đó hết đó, không ai mà thích ở trong cái bệnh viện đó. Quý vị thấy mình đi thăm bệnh nhân đó, quý vị thấy không, bệnh nhân mà vừa nghe tin báo là bác sĩ cho xuất viện, quý vị thấy không, là coi như là không ai mà nén lợi, không ai mà nén lợi một giờ đồng hồ nào hết, vừa nghe cái là chạy gì đó. Thành ra quý vị thấy rằng ai cũng muốn thoát khỏi cái sự khổ hết. Thành ra đối với vô minh á, cái điều thứ nhất á, là tại sao mà gọi là không hiểu rõ về cái bản thể pháp, có nghĩa là mình không hiểu biết về sự thật về khổ. Cái khổ này là nó có thiệt, cái khổ này nó có thiệt rồi á. Thứ hai á, là không biết sự thật nguyên nhân sanh khổ, chúng ta không biết cái sự thật của nguyên nhân sanh khổ. Cái nguyên nhân sanh khổ á, là cái gì quý vị? Chính là tham ái, chính là tham ái, tập đế, không biết rõ về tập đế, hay là không biết sự thật nguyên nhân sanh khổ. Hai câu này khác âm nhưng mà đồng nghĩa, khác âm nhưng mà đồng nghĩa, có nghĩa là mình không biết cái nguồn gốc, cái nguồn gốc mà để sanh ra cái sự khổ này. Quý vị thấy rằng do chúng ta bị cái sự tham đắm, hay là chúng ta mong muốn mong cầu những cái gì đó, thành ra chúng ta mới có những cái hành động, những cái hành động thiện hay là những cái hành động bất thiện. Nó được trợ giúp của cái gì? Của vô minh nữa. Thành ra chúng ta mới tạo ra cái kiếp sống, chứ không có ai tạo ra hết, không có ai tạo ra cái ngũ quẩn này hết quý vị. Không phải thượng đế, không phải một đấng thần linh nào mà tạo ra cái con người mà đang ngồi, đang đứng, đang làm việc ở đây. Đó, quý vị thấy rằng là do tham ái nó hiệp trợ với vô minh, rồi nó dẫn đến những cái hành động đó, thì quý vị thấy rằng ở trong đời này đó, là chúng ta là đều là do những cái sở hữu này, những cái chi pháp này nó tác động đến chúng ta. Rồi lúc đó đó chúng ta có những cái hành động thiện hay là bất thiện, nhưng mà đều mà được cái sự duyên hoặc là trợ giúp của vô minh đó, thì nó tạo ra cho chúng ta có một cái cuộc đời. Thế mà do những cái hành động thiện á, tạo ra đó, thì chúng ta có một cái ngũ quẩn, hoặc là chúng ta có một cái thân thể nó tốt, nó đẹp, có một cái đời sống nó tương đối là nó vững vàng, hoặc là nó ổn định đó. Rồi nếu mà do những cái hành động bất thiện, thì nó sẽ cho chúng ta có một cái sanh thú, hoặc có một cái sự hiện hữu ở trên cái thế gian này, mà sanh ra ở trong cái hoàn cảnh nó khổ, nó bị khiếm khuyết về những cái chi phần này, những cái chi phần kia, từ cái đời sống sinh hoạt cảm giác, rồi đến những cái vật dụng, những cái phước báo nó bị khiếm hết, là do những cái hành động bất thiện nó chi phối đó. Thì chung quy lại hết là đều là do cái gì quý vị? Do tham ái, do tham ái. Mà tham ái thì nó chính là cái nguyên nhân để sanh ra cái sự khổ. Rồi cái thứ ba nữa đó, ở đây á, là chúng ta không biết cái gì, không biết cái sự thật về việc không biết sự thật về việc khổ, có nghĩa là không biết
ở trên cái đời sống này, ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này, có sanh là phải có cái không sanh, có khổ là phải có cái không khổ. Có nghĩa là chúng ta không biết một trạng thái chấm dứt tất cả cái sự khổ đó, thì vô minh là gì? Là mình không biết về cái trạng thái này đó. Rồi thứ tư là không biết cái con đường dẫn đến sự diệt khổ đó. Có nghĩa là chúng ta không biết về cái con đường mà chúng ta tu tập đó, cái con đường bát chánh đạo đó, cái con đường này á, là cái con đường dẫn đến cái sự diệt khổ. Thì vô minh á, là chúng ta, nếu mà chúng ta khi mà nhắc đến vô minh là chúng ta phải nói rằng là không biết về khổ, không biết khổ, không biết cái sự diệt khổ, không biết con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là khi mà nhắc đến vô minh là chúng ta nhớ chúng ta nhớ nắm bốn cái điều này trước. Rồi sau đó đó là không biết về quá khứ, không biết về quá khứ. Quá khứ, không biết về quá khứ người ta. Ủa, mình sống ở trên cái cuộc đời này nhiều cái quá khứ làm sao mà mình biết được. Nhưng mà quá khứ ở đây á, được nói đến là không biết về nhân, không biết về cái nhân, cái nhân mà nó tạo ra mình có cái cuộc sống này nè. Đó, thì như vậy đó gọi là không biết về quá khứ. Chứ có nhiều người người ta nói tôi quá khứ tôi từ nhỏ khi mà đến lớn trải qua cái điều này trải qua điều kia tôi biết, sao không biết, nói tôi không biết quá khứ. Có nghĩa là mình không biết về quá khứ, có nghĩa là mình không biết về nhân á. Thì quý vị thấy rằng bởi vậy á, khi mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta chứng đắc được túc mạng thông, mà chúng ta chứng đắc được túc mạng thông, chúng ta sẽ nhớ lại ở trong kiếp quá khứ của chúng ta, cách đây một kiếp chúng ta là người nam hay là nữ, là thú đực hay là thú cái, rồi cái nghiệp gì đó, hoặc là chúng ta sanh làm sanh ở trong cái loài sanh chủng nào, ở nếu mà loài người á thì ở cái dòng giống như thế nào, vân vân. Đó thì cái người đó nó khi mà người ta tu tập á, người ta chứng được chứng đắc được cái túc mạng thông, thành ra đó người ta sẽ biết được ở trong quá khứ của mình, cách đây một kiếp mình là cái người gì, hoặc là cách đây hai kiếp mình là cái người như thế nào, rồi do cái hành động nghiệp gì đó là mình mạng chung rồi mình tái sanh trở lại cái cõi người này. Đó thì đối với chúng ta thì thật sự ra đó, chúng ta không có biết về quá khứ, chúng ta không biết về nhân, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin quý vị, chúng ta có cái niềm tin, chúng ta có niềm tin là chúng ta biết rằng là do cái nghiệp nó trợ tạo vô minh tha mái và là chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này đó, chứ không phải là cái sự sắp đặt của Thượng Đế hay là một đồng linh nào đó. Chúng ta có cái niềm tin, nhưng mà chúng ta chỉ tin thôi, chứ thật sự ra chúng ta chứng đắc chưa, không có chứng đắc, chưa có chứng đắc nó, thành ra chúng ta không biết được rõ ràng. Nếu mà quý vị nghĩ đi, quý vị mà biết được rõ ràng á, quý vị sẽ lo tu tập tinh tấn lắm. Bây giờ mà mình chỉ cần mà mình quán ở trong cái mình quán, mình thấy ở trong cách đây một kiếp vừa rồi á, là mình là một cái, thí dụ như mình là một cái chúng sanh nào đó, mình là một cái loài, thí dụ một cái loài thú mình nó sanh lại làm người đi, nó mà mình quán mình thấy được cái điều đó, quý vị nghĩ đi. Rồi mình quán nữa, mình thấy nếu mà mình không chịu tu tập tạo phước liền á, thì sau khi mà mình mạng chung á, mình sẽ sanh lại làm cái loài đó nữa. Đó thì nếu mà quý vị nghĩ đi, ở đời sống này á, hiện nay á, mà mình tu tập á, mà mình chứng đắc được những cái thần thông này á, thì quý vị thấy mình khi mà mình quán rồi á, thì coi như là mình sẽ tinh tấn mình tu tập lắm rồi, tinh tấn tu tập lắm. Còn ngày hôm nay á, là tại sao chúng ta vẫn dưng, chúng ta nhưng nói chung là chúng ta vẫn tu nhưng mà tu chút xíu, một ngày 24 tiếng đồng hồ, rồi chúng ta tu tập tí xíu vân vân, thì là do đâu quý vị? Do chúng ta không có quán thấy được những cái điều này. Chứ thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà mình ngồi mà mình tu thiền mà mình chứng đắc được thiên nhãn thông đồ này kia, thiên nhĩ thông rồi, mình nghe các cái loại âm thanh, các cái tiếng của những chúng sanh, chư thiên ngạ quỷ,
hoặc là cái loài này loài kia đó, quý vị nghĩ đi, thì cái sự tinh tấn của mình nó sẽ khó liền, là mình ớn liền, là mình chán trường liền đó. Nhưng mà do đời sống ngày hôm nay mình tu tập mình không đắc được nhãn nhĩ hết, mấy cái thông đó mình không có đắc được cái gì hết, thành ra mình còn nhẫn hơn đó. Trở lại vậy thì vô minh ở đây có nghĩa là không biết quá khứ là không biết về nhân, không biết vị lai có nghĩa là không biết gì quả, không biết gì gì quả hết đó. Thì như vậy đó được gọi là chúng sanh vô minh. Mình thì đối với mình có sự tu tập đó thì minh của mình nó mập mờ quý vị, minh của mình nó mập mờ, có lúc thì nó biết, có lúc nó biết được cái này cái kia, nhưng mà có lúc thì nó cũng không có biết cái gì hết. Thành ra gọi là cái đối với cái vô minh của mình nó hơi bị mập mờ là như vậy. Rồi không biết gì về quả, không biết vị lai là không biết gì về quả đó. Rồi cái điều nữa là chúng ta gom lại, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ, không biết vị lai, có nghĩa là mình gộp hai cái phần trên lại đó. Mình mà hãy mà có minh thì mình biết nhân biết quả luôn. Rồi vô minh thì có trường hợp là chúng ta không biết, không biết quá khứ, không biết vị lai luôn, không biết quá khứ, không biết vị lai đó. Rồi một cái điều cuối cùng nữa là chúng ta không biết về cái lý duyên sinh, không biết về cái lý duyên sinh đó, có nghĩa là chúng ta không biết là do các cái duyên nó tạo, do các cái duyên nó tạo. Ngày hôm nay mình ngồi mình học, mình học hoặc là mình có cái sự mà mình có cái sự mà cũng như nghe một cái bài pháp mình hồi lúc trước mình nghe cái vị đó giảng rồi, rồi hôm nay mình cũng có nghe cái vị này giảng lại nữa, thì coi như là trong đó quý vị thấy rằng nó có cái sự lặp đi lặp lại, ví dụ như là trùng dụng duyên, hoặc là mình có được cái duyên là mình nghe cái bài pháp này, thì nó có nhân duyên, hoặc là khi mà mình nghe pháp là nó thì nó có những cái tâm thiện nó sanh lên, thì nó cũng là cái nhân duyên. Thì ở trong đó nó có nhiều cái duyên, bất cứ mình làm một cái điều gì đó, chúng ta ăn được, chúng ta ăn ngon được, hay là chúng ta học được, chúng ta tu tập được, thì nó phải có nhiều cái duyên, nó nhiều cái duyên tấu hợp, nó nhiều cái duyên nó kết hợp ở trong đó đó, mà chúng ta lại không biết, chúng ta không biết, thành ra mới gọi là chúng ta bị vô minh, chúng ta bị vô minh đó. Vậy thì khi mà nhắc đến vô minh, vô minh cái con là chúng ta không biết về khổ, không biết sự thật về khổ, không biết sự thật về cái nguyên nhân sanh khổ, không biết sự thật về diệt khổ, không biết con đường dẫn đến diệt khổ, không biết quá khứ, không biết vị lai, không biết quá khứ và vị lai, không biết lý duyên sinh đó. Khi mà nhắc đến vô minh là chúng ta phải nhớ đến những cái điều này. Rồi vậy thì chi pháp của cái là si tâm sở trong 12 tâm bất thiện, hồi nãy chúng ta lúc đầu chúng ta đã biết rồi. Vậy thì coi như là chúng ta đã xong, chúng ta đã xong với cái phần mà lục cái này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ thêm cho quý vị, chúng tôi sẽ thêm cho quý vị đối với các cái pháp mà cái này, đối với các pháp nó sẽ ngăn chặn, ngăn chặn chúng ta cái gì quý vị? Chứng đắc được thiền định đạo quả. Đối với pháp cái này nó sẽ ngăn chặn chúng ta không chứng đắc được thiền định và đạo quả. Vậy thì đối với ở trong những cái đối với thiền định, bây giờ chúng ta ghi đi, đối với thiền định hay là thiền sát mạc thí đó,
thiền định hay thiền chỉ gì cũng vậy, samadhi. À, samadhi. Chúng ta ghi là đối với thiền thiền samadhi á, thiền định thiền chỉ gì cũng được hết. Thì dục cái á, nó sẽ ngăn chặn chi định xuất hiện. Đó, cái này nó quan trọng nha quý vị, nó quan trọng. Thì đối với thiền định, chúng ta ghi đối với thiền định, dục cái ngăn chặn chi định xuất hiện, đúng rồi. Thì nếu mà quý vị mà tu thiền á, mà mình học á, mà mình học thuộc lòng á, thì coi như mình rất là khó nhớ quý vị. Khi mà quý vị học thuộc lòng nó khó nhớ. Ở đây á, chúng ta đặt câu hỏi vô, tại sao dục cái nó ngăn chặn chi định? Bây giờ mình tham muốn cái này, tham muốn cái kia rồi sao nó định được quý vị? Đó, bây giờ mình ngồi muốn ngồi cho nó có sự định tâm nha. Nhưng mà nghĩ hôm qua đi về trễ quá thôi, giờ đi ngủ, giờ nó thèm ngủ quá, nó muốn ngủ quá, thôi giờ đi ngủ tí xíu, chứ ngủ tí xíu rồi nó khỏe rồi mình dậy tu nữa, mai cũng còn sống, mai mốt cũng còn sống này kia đó. Thì cái đó là nó tham về cái sự ngủ nghỉ, nó tham về cái sự ngủ nghỉ. Thành ra đó, hãy mà mình đi ngủ rồi lấy gì mà nó có định đó. Thành ra đó, dục cái hay là đối với cái sự tham ái đồ này kia vân vân, thì do cái chi thiền này nè, nó ngăn cản chi định xuất hiện. Dục cái sẽ ngăn cản chi định xuất hiện. Rồi đến sân độc cái, đến sân độc cái đó thì coi như là nó sẽ ngăn chặn cái gì quý vị? Ở đây chúng tôi muốn nói ra những cái điều này á, để cho quý vị hiểu. Rồi mình sau khi mà mình hiểu rồi đó thì mình sẽ nhớ. Còn nếu mà mình học thuộc lòng chi pháp á, thì mình không nhớ được. Đó, thì cái sân độc cái này nè, hãy mà mình có sân thì sao quý vị? Quý vị có sân với chúng tôi, quý vị có quan hỷ với chúng tôi không? Không. Đó, mình bực cái ông này, ông ghét ông này á, thì làm gì mà mình có sự quan hỷ. Thành ra do như vậy mà sân độc cái nó sẽ ngăn chặn chi hỷ xuất hiện. Chi hỷ của thiền á, chi hỷ của thiền xuất hiện. Đó, chúng ta hiểu được cái chỗ này thì chúng ta nhớ luôn cái chi pháp. Chúng ta sẽ nhớ luôn cái gì nó ngăn cái gì. Còn nếu mà mình không hiểu được á, mình không hiểu được cái chỗ này á, thì coi như là mình học thuộc lòng nó không có nhớ. Quý vị học thuộc lòng nó không có nhớ. Đó. Rồi, kế tiếp nữa là hôn thị cái. Hôn thị cái nó ngăn cản cái gì? Nó ngăn cản cái chi tầm xuất hiện. Hôn thị cái nó ngăn cản chi tầm xuất hiện. Tầm á, có nghĩa là mình hướng tâm đến. Quý vị ví dụ như bây giờ quý vị tu để mà thở, hoặc là quý vị ngồi niệm Phật đi, thì quý vị có sự hướng tâm đến, bây giờ mình niệm Phật phải không, mình hướng tâm đến Buddha. Mà bây giờ nó buồn ngủ, nó hôn trầm thị miên, là hôn thị cái, nó buồn ngủ, nó buồn ngủ quá, nó rủi rồi làm cái gì mà mình hướng tâm đến cái chữ Buddha, nhiều khi mà mình niệm hồi là mình ngủ luôn đó. Thành ra chính vì vậy á, mới nói là hôn thị cái nó ngăn cản cái chi tầm á, là mình hướng tâm đến, hướng tâm đến đó. Những cái lúc nào mà quý vị bây giờ nó thí dụ như cái lúc mà mình không có tu thiền đi, quý vị ngồi quý vị đọc sách đi, hoặc là quý vị ngồi quý vị nghe giảng đi, thì quý vị cũng có cái sự hướng tâm đến, tâm đến cái âm thanh ông này ông nói gì vậy, cái vị đó đang ngồi nói cái gì vậy đó, mình có cái sự hướng tâm đó là do cái chi tầm đó. Mà bây giờ á, buồn ngủ chết, hôn trầm thị mi nó quặp mình rồi, thành ra có nhiều khi mình ngồi mình nghe mình cứ ngồi gục gì đó, thì đó là hôn thị cái nó ngăn cản, nó ngăn cản cái chi tâm đó. Vậy thì mình hiểu được cái chỗ này á, là cái sự giả dụi buồn ngủ thì nó sẽ
ngăn chặn nó không có cho cái chi tâm xuất hiện được đó. Rồi kế đến là cạo hối cái. Cạo hối cái á, mình bị sanh khởi cạo hối cái đó thì cái chi lạc của thiền nó không có xuất hiện. Mình trạo, là trạo là mình phóng á, hối là mình hối hận á, mình phóng tâm hối hận á, thì làm gì mà có an lạc quý vị? Sao mà chi lạc của thiền nó xuất hiện được? Đó, chúng ta phải hiểu cái ý ở cái chỗ này. Thì rồi khi mà chúng ta tu tập á, chúng ta ngồi, chúng ta tu thiền á, chúng ta thấy hết nè. Chúng ta thấy rồi thôi, mình sao mà coi như là dục cái nè. Sân độc cái nè, rồi chạo hối cái nè, rồi hôn thì cái nè. Mình đó có học mình mới biết, có học mình mới biết ở trong tâm mình nó sân khởi vậy, thành ra mình mới không có dám ra mình xưng danh, mình không có dám ra mình vỗ ngực mình xưng danh nè. Tôi là coi như là sơ thiền hay là nhị thiền đó, quý vị thấy không? Thành ra đó có nhiều khi á, mình không có học á, mình ngồi thiền á, mình tưởng là mình đắc. Nhưng mà quý vị, khi mà quý vị học rồi á, thì quý vị thấy rằng là trời ơi, sao mình nó hôn trầm, nó giả dụi, tôi nãy tôi ráng tôi gồng lắm, tôi hay hồi nào. Người ta ra người ta khen, trời ơi, sao mà cô hay quá vậy, cô ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ luôn hả? Mà cô ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ luôn á, nó hay gì, nãy tôi ngồi tôi gồng, tôi buồn ngủ chết luôn á. Ráng tôi ngồi tôi gồng, chứ giờ cũng lẽ đi quay, đi lên tới chùa rồi cũng bỏ công việc, rồi bỏ thời gian, bỏ công, bỏ sức ra, không lẽ giờ lên đây nằm ngủ thôi cũng ráng làm cái đó. Thì khi mà mình học đó thì mình mới biết là hôn trầm giả dưỡi đồ này kia là mình biết rồi, thôi mình bị những cái truyền cái này nó chi phối mình rồi. Mà hễ mà truyền cái mà nó chi phối á, thì làm những gì mà có mà đắc thiền. Chừng nào mà những cái chi thiền này mà mình bung ra để mà mình giống như là mình đè nó đó, nó vậy đó, thì như vậy đó thì mình còn có cái khả năng. Mình nghĩ đúng là trong cái trạng thái vừa rồi á, chắc mình cũng gần gần với sơ định hay cái gì đó. Nó thành ra mình có hiểu, mình học mình có hiểu, thì từ lúc đó mình khỏi cần nói với cái vị thiền sư là con ở trong cái trình độ này là con là cái gì, sơ thiền hay là nhị thiền. Tự mình, quý vị thấy rằng á, cái vị mà người ta chứng đắc được cái gì á, là tự người ta biết, chứ không phải mà quý vị lỡ nói một cái vị thiền sư đó, rồi cái vị thiền sư đó nói, rồi vậy là ha, cô là nhị thiền rồi đó. Mình chứng đắc không lẽ mình không biết, quý vị? Mình chứng đắc không lẽ mình không biết mình ở cái tầng thiền nào đó? Cũng như quý vị học cái này, quý vị cũng hiểu biết là quý vị có thể quý vị sẽ lặp lại được truyền cái này nó ngăn chặn cái chi thiền nào hay không. Mình biết khả năng mình, tôi nhớ không có rõ, bây giờ gợi ý tôi đi, gợi ý tôi đi, tôi sẽ ráng nhớ là tôi kể cho nghe đó. Thì cái khả năng mình không lẽ mình không biết đó, thì coi như là mình tu tập, hãy mà mình có sự chứng đắc là mình sẽ biết, tự mình sẽ biết lấy cái trạng thái của mình chứng đắc. Rồi vậy thì trạo hối cái nó ngăn cản cái chi lạc, quý vị có cái tâm bồn chồn hối hận thì không có cái gì mà nó gọi là lạc, nó sẽ lên được hết. Là trạo hối cái sẽ ngăn chặn cái chi lạc. Hoài nghi cái á, là nó ngăn chặn chi tứ của thiền. Chi tứ của thiền đó, cái chi tứ có nghĩa là sao? Tầm á, là nó hướng tâm đến. Tứ là coi như là nó đã đến, nó đã đến với cái đề mục rồi, nó đã đến với cái đề mục rồi. Hoặc là tứ á, là coi như là lúc đó đã đến với cái sự mà cũng như là bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền theo cái đề mục nào, thì cái ánh sáng, cái sự phát quang đó hay là cái gì đó nó sanh khởi trong lúc chúng ta hành thiền. Thì chi tứ á, mà nó sanh khởi á, là coi như là đã trà xét, đã áp sát được rồi, không còn hoài nghi nữa, không còn hoài nghi nữa đó. Thành ra đó, còn nếu mà chúng ta chưa có phát triển được chi tứ của thiền thì là tại sao? Tại vì hoài nghi chúng ta còn, hoài nghi cái chúng ta còn,
chưa có đè nó được, chưa có đè nén nó được, thành ra nó chi tứ nó không có xuất hiện đó. Thì đối với thiền định samathi, thiền chỉ hay là thiền định samathi, thì coi như là năm cái truyền cái này nó sẽ bị, nó sẽ ngăn chặn chi tầm tứ hỷ lạc định đó. Năm cái truyền cái này đó, năm cái truyền cái này thì coi như là nó ngăn cản năm cái chi thiền này. Thì đó là đối với đối với thiền định. Còn đối với thiền quán á, đối với thiền quán á, thì dục dục cái á, thì nó sẽ đối trị với cái gì quý vị, nó ngăn cản cái gì. Nếu mà chúng ta tu tập về thiền quán, nếu mà dục dục cái có nghĩa là tham dục, nó có trong tâm chúng ta hoài, tham dục nó có trong tâm chúng ta hoài á, thì định giác chi của chúng ta không thể mà sanh khởi được. Đó, nếu mà chúng ta ngồi hành thiền quán vipassana đó, mà chúng ta coi như là tâm chúng ta tham quá cái gì đó, này lợi ngay chỗ này hành thiền rồi này kia đó, rồi thấy quầy hồi nãy mình vô mình hành thiền mình thấy quầy cái sân chùa sồi nó chín vàng luôn, mà quá trời luôn, chắc một chút nữa hành thiền xong rồi mình xin mớ đem về, thì coi như là mình còn có tham ở trong tâm không mà. Đối với dục dục cái là tham á, tham thì là coi như là nó ngăn cản cái gì trong thiền quán, định giác chi. Tham còn tham nó sanh khởi ở trong tâm không thì làm sao mà có định được, làm sao mà có định có định giác chi được. Thành ra mình không thể nào mà mình quán được hết, không thể nào mình ngồi quán được hết đó. Rồi đối với bây giờ là chúng tôi đang nói qua đến những cái truyền cái này là nó ngăn che ở bên thiền quán nha quý vị. Rồi khi mà chúng ta bị sân độc cái đó, chúng ta bị sân độc cái nó chi phối á, thì coi như là hỷ giác chi không sanh khởi được, hỷ giác chi nó không sanh khởi được. Mình sân mình bực mình cái bực mình cái ông nó quá chừng, bực mình cái chỗ ngồi này quá, cái chỗ ngồi của tôi là thường thường là tôi ngồi ở chỗ này, tôi ngồi ở chỗ này mà hôm nay tự là nó bỏ nhảy lên chỗ tôi bỏ ngồi, rồi hôm nay thời tiết khó quá, cũng như quý vị thấy mấy cái ngày mà chúng tôi giảng cho quý vị nghe nó ca sùng, mà hỏi làm sao mà quan hỷ, làm sao mà có nó sanh khởi ở trong tâm, tiểu hỷ hay cái gì nó cũng có, nó bực mình, bực mình muốn chết đó. Sân độc cái nó ngăn che hỷ giác chi, hỷ giác chi. Rồi đến hôn thị cái, quý vị cái này mà quý vị suy nghĩ ra và quý vị cũng giỏi lắm đó nha, suy tư á, cái này là trí tư đó nha quý vị. Khi mà mình bị hôn thị cái á, thì ở trong các cái giác chi á là nó ngăn chặn cái gì quý vị? Khi mà chúng ta bị hôn thị cái có nghĩa là giả dụi buồn ngủ, chỉ muốn kiếm chỗ ngủ thôi, giả dụi buồn ngủ muốn kiếm chỗ ngủ thôi. Vậy thì đối với hôn thị cái này nó sẽ ngăn chặn tấn, có nghĩa là cái sự tinh tấn á, cái sự tinh tấn á, đó tấn giác chi ngăn che tinh tấn giác chi đó, đúng rồi đó quý vị thấy. Mệt quá rồi, buồn ngủ quá rồi, còn cái gì nữa mà tấn giác chi, tinh tấn gì. Thành ra mình mà để cho hôn thị cái này nó sanh lên là coi như là không có tấn giác chi gì hết đó. Rồi cạo hối cái, cạo hối cái là một cái trạng thái nào? Cạo hối cái là chúng ta phóng, cạo có nghĩa là nó bồn chồn, nó phóng, phóng tâm, hối hận, hối là hối hận đó, đó, cúc cúc cha, thành ra đó, lúc đó thì nó sẽ ngăn che tịnh giác chi, nó ngăn che cái gì? Tịnh giác chi, cái sự yên lặng của tâm, đó là cạo hối cái này, nó ngăn che. Cạo hối cái này nó sẽ ngăn che cái tịnh giác chi.
Rồi đến đến hoài nghi cái. Hoài nghi cái đó thì nó sẽ ngăn che niệm giác chi. À, hoài nghi cái nó sẽ ngăn che cái niệm giác chi. Tại sao quý vị? Là tại sao? Đối với hoài nghi á, thì nó ngăn che cái chi tứ của thiền hồi nãy chúng tôi nói đó. Là nó ngăn che cái chi tứ của thiền thì khiến cho mình không hiển lộ được, mình không làm cho cái đề mục mà mình đang tu tập, mình đang quán, mình đang tu tập là nó không hiển lộ rõ, là không hiển lộ rõ, nên lúc không rõ là lấy gì nhớ, là mà không nhớ là không phải là niệm quý vị. Đó, cái này nó quan trọng, là phải chúng ta phải viết hết nguyên cái câu để không thôi là mai mốt mình ngồi mình không biết làm sao mà hoài nghi cái mà nó ngăn che niệm giác chi. Đó, chúng ta ghi á, hoài nghi cái nó ngăn che niệm giác chi, thì chúng ta phải nên nhớ rằng là hoài nghi á, nó ngăn che cái chi tứ, mà chi tứ mà nó không có phát ra được á, thì cảnh nó không hiển lộ. Mà cảnh nó không hiển lộ á, thì làm sao mà mình nhớ, mình chú ý được. Ra chính vì vậy mới nói là hoài nghi cái nó ngăn che niệm giác chi. Niệm giác chi là cái sự nghi nhớ đó. Đó, chúng ta nắm chung chung vậy đi. Chúng ta giống như là chúng ta có những cái câu thiệu của một cái bài quyền, rồi chúng ta về chúng ta vừa múa, chúng ta vừa đọc thiệu, chúng ta vừa tu tập, chúng ta vừa kiểm nghiệm lại những cái truyền cái này với những cái chi thiền này, thì từ từ chúng ta đắc thiền. Mình chưa có nói gì chuyện gì đắc chính hết á, nhưng mà chúng ta sẽ ít nhất có tệ lắm là chúng ta biết chúng ta bị hoài nghi cái, hôn thị cái, trạo hối cái gì đó, nó đang hoành hành mình, thì ít nhất mà mình cũng biết được là mình bị những cái chi pháp này, những cái phiền não này nó hoành hành mình. Đó, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta tu tập mà chúng ta biết được như vậy là nó cũng hay lắm mà quý vị. Chứ để mà nhiều khi mà chúng ta mà bị những cái truyền cái này nó chi phối mà mình không biết cái gì hết là cái đó là nó chết dở thiệt, nó khổ à. Đó, rồi cuối cùng là vô minh cái nó hồi nãy là chúng tôi nói là chi pháp là tâm sở si, phải không? Vậy thì vô minh cái nó sẽ đối trị, nó ngăn che không cho trạch pháp giác chi sanh khởi. Trạch pháp giác chi, cái chi đó là sở hữu trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Vậy thì vô minh cái là sở hữu si, thì hai cái này đối lập quý vị. Một cái là sở hữu si với một cái là sở hữu trí tuệ. Đó, cái pháp này dễ rồi, dễ quý vị rồi. Thế mà mình bị vô minh mà nó ngăn che mình đó, ni quá ra ná đó. Avicca ni quá ra ná đó, mà nó sanh khởi thì coi như là trạch pháp gì không có sanh khởi được, trí tuệ nó không có sanh khởi được. Đó, vậy thì chúng ta đã giúp được cái phần mà lục cái ni quá ra ná. Vậy thì chúng tôi đã giảng về lục cái cho quý vị nghe như thế nào là dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, vô minh cái rồi. Rồi chúng tôi cũng nói lên những cái này, những cái truyền cái này đối với thiền định thì nó ngăn che cái chi gì, đối với thiền quán ngăn che cái chi gì. Rồi thì thật sự ra đó, nếu mà quý vị mà học thuộc lòng chi pháp đó, thì mình rất là khó nhớ. Nhưng mà quý vị ngồi, quý vị cứ rảnh có thời gian là mình suy tư mình ha, thấy không? Đó, giờ mình ngồi vô cái mình thấy khó chịu ngồi vô cái thấy bực bội khó chịu thì mình biết mình bị sân độc cái. Mà hãy mà sân độc cái mà nó sân lên thì coi như là mình không có chi hỷ của thiền gì hết. Mình không có chi hỷ của thiền gì hết đó. Mình sân mà mình bực, mình thấy bực, thấy sợ luôn, cái gì mà hỷ của thiền gì đó. Thì
tự chúng ta, chúng ta hiểu được cái chỗ này, chúng ta hiểu được cái chỗ này là coi như là chúng ta sẽ tu tập được. Khi mà chúng ta thấy rằng tâm mình khó chịu không được, mình ít nhiều gì mình cũng có cái may mắn được sanh làm người, có cái thân người này rồi, bây giờ mình cũng biết được cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật, thôi mình ráng mình lo mình tu tập. Còn cái chuyện mà mình ở cái thời tiết này, hoặc là ở trong cái trú xứ này, hoặc là ở chung với cái hội chúng này, thì là do nghiệp nó vận hành. Thành ra mình muốn thoát khỏi thì mình tu tập đó, cái thiện pháp mình nó nhiều thì nó sẽ tự động, nó sẽ sanh, nó sẽ xuất ra khỏi cái chỗ mà mình không hài lòng, mình không mong muốn. Thì nhờ mình có cái sự suy nghĩ vậy đó thì hỷ giác chi nó sanh lên, hỷ giác chi nó thật sự ra đó. Thì chỉ quý vị thấy rằng rõ ràng khi mà mình học rồi, mình hiểu rồi thì tự mình cứu lấy mình. Mình không có mình chứ mình không có đi mà mình nghĩ rằng là ai sẽ cứu mình ra. Tự mình có kiến thức rồi mình tu tập thì coi như là tự mình sẽ cứu được mình. Vậy thì chúng tôi đã trình bày với vị đến đây là cũng vừa phải lẻ với thời gian rồi. Chúng tôi xin được dứt lời, có thể là tuần sau chúng ta ráng chúng tôi không có bị bận rộn thì sẽ giảng đến quý vị là thất tiền miên Anusaya đó, 7 cái pháp tiền miên đó. Bây giờ thì chúng tôi kết thúc cái buổi giảng này với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thì tín nữ. Mong nguyên ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn chuyển thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị long vương, càn đắc bà, ngã quỷ, Atula, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phúc mặt phúc mày, chư thiên chúa thiên dương. Mong các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thầy Giả. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Vật tu sắp ba mang lang ra khan tu sắp bay đê vật ta sắp ba bồ đà nở hoa về na sa đà sa thêm tu tê vật tu sắp ba mang lang ra khan tu sắp bay đê vật ta sắp ba tham ma về na sa đà sa thêm con quan tu tê vật tu sắp ba mang lang ra khan tu sắp bay đê vật ta sắp ba song kha nở hoa về na sa đà sa thêm con quan tu tê. Tất cả phu hoàng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni phu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu hu chi ta xót thiên ca ron tệ thao vi ha răng đa lê thê ra cha mát cha na va ca cha bích kha vô